Baby bus. Chào mừng bạn đến trạm cứu hộ động vật. Tôi là Kiki, người cai quản động vật. Hãy dùng máy bay không người lái để tìm xem có con vật nào cần chúng ta giúp đỡ không. Kéo vị trí trung tâm. Đã tìm thấy một chú hổ bị ngứa khắp người. Đã tìm thấy một chú ngựa vàng người đầy bùn đất. Đã phát hiện một con lười bị bỏng. Chọn xe tải để đi đón các động vật bị thương. Biểu tượng động vật và bạn sẽ tìm thấy các con vật bị thương. Kéo con vật lên xe tải. Mang chúng về trung tâm cứu hộ để điều trị. Hãy đưa các động vật vào bên trong nơi ở mới. Về da và cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Đầu tiên, cạo sạch lông ở chỗ bị bệnh. Lau sạch mũi. Bôi một ít thuốc mỡ. Sau đó, xịt một ít thuốc kích thích mọc lông lên đó. Làm rất tốt, bền về da của hổ đã được chữa khỏi. Hổ thích ăn thịt. Giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Hổ sống ở trong rừng. Tạm biệt hổ. Ngựa vàng thích cuộn tròn trong cát để bùn đất chúng lên cơ thể. Hãy tắm cho ngựa vàng bằng xà phòng.
Ồ, chú đã sạch sẽ hoàn toàn. Hãy lau khô cho nó. Kiểm tra bên trong người ngựa vàng. Ôi không, có nhiều bụi trong phổi của nó. Giúp nó làm sạch phổi nào. Làm rất tốt, bụi đã hết sạch. Ngựa vàng thích ăn tất cả các loại cành cây và lá cây. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh. Bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Ngựa vàng thích sống ở đồng cỏ. Tạm biệt ngựa vàng. Dọn sạch chỗ ở để các động vật sống khỏe mạnh. Cùng trang trí chỗ ở nào. Ồ, chỗ này trông thật đẹp. Dọn sạch chỗ ở để các động vật sống khỏe mạnh. Cùng trang trí chỗ ở nào. Ồ, chỗ này trông thật đẹp. Khu rừng bị cháy và lưới bị bỏng. Trước hết, hãy xả nước để làm mát cho bạn ấy. Lau sạch mủ. Thuốc bồi có thể giúp làm lành vết thương. Sau đó, hãy bôi thuốc bị bỏng. Đùi đã được băng bó. Đùi thích ăn lá cây. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh. Bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Lười sống trong khu rừng mưa nhiệt đới. Tạm biệt lười.
dọn sạch chỗ ở để các động vật sống khỏe mạnh. Cùng trang trí chỗ ở nào. Chỗ này trông thật đẹp.